Cô chào tất cả các em, cô là Nguyễn Huỳnh Như, đến từ trường tiểu học Nguyễn Văn Hệ. Rất vui vì lại được gặp các em. Và trước khi bắt đầu bài mới, cô mời các em cùng tham quan những cảnh đẹp Việt Nam với cô nha. Thấy không, Việt Nam được mẹ thiên nhiên ưu ái, sắp đặt các danh lam thắng cảnh trải dài trên mọi miền đất nước. Chúng ta chắc hẳn rất tự hào và rất yêu những cảnh đẹp của quê hương phải không nào? Để thể hiện được tình yêu đó, mình phải luôn ra sức bảo vệ và giữ gìn chúng. Vậy làm thế nào để bảo vệ cũng như giúp các em biết thêm những từ ngữ về môi trường? Cô mời các em đến với tiết luyện từ và câu qua bài mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường. Nào, bây giờ chúng ta đến với bài tập số 1 nha. Đọc đoạn văn sau, thành phần môi trường là các yếu tố tạo thành môi trường. Không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, lòng đất, núi, rừng, sông, hồ, biển, sinh vật, các hệ sinh thái, các khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các hình thái vật chất khác. Ở đoạn văn trên có các cụm từ khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên. Các em hãy cho cô biết ý nghĩa của những cụm từ này. Nào bây giờ các em hãy bấm dừng video lại, sau đó chúng ta dùng từ điển để tìm ra ý nghĩa những cụm từ mà cô cho nha. Nào, các em đã tìm ra được ý nghĩa chưa? Vậy thì bây giờ các em hãy quan sát hình ảnh cũng như phần giải nghĩa của cô, xem cô và trò của chúng ta có trùng hợp nhau hay không nha. Khu dân cư là khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt. Khu sản xuất là khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp. Khu bảo tồn thiên nhiên là khu vực trong đó các loài cây, con vật và các cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, giữ gìn lâu dài. Chúng ta quan sát thấy được, khu dân cư ở thành thị thì có nhiều tòa nhà cao tầng, đường xá rộng lớn, có công viên, có phương tiện giao thông đi lại tấp nập. Còn ở khu dân cư nông thôn, miền quê lại có nhiều cây xanh, nhà cửa bình dị nhưng rất thoải mái, rất yên bình đúng không nào? Cô sẽ đưa các em tham quan trong các khu sản xuất. Chúng ta có 4 khu sản xuất khác nhau. Đầu tiên, cùng ghé qua khu sản xuất xe máy, tạo ra phương tiện giao thông cho con người. Tiếp theo là khu sản xuất sơ chế thủy hải sản để xuất khẩu sang nước ngoài. Sau đó là đến công ty may mặc làm ra những bộ quần áo thời trang cho chúng ta. Và cuối cùng là sản xuất linh kiện điện tử, dùng trong TV, tủ lạnh, máy tính, vân vân. Cô sẽ giới thiệu cho các em một trong những khu công nghiệp lớn trên địa bàn thành phố. Khu công nghiệp Tân Bình thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây có rất nhiều các loại hình sản xuất khác nhau. Hàng năm, khu công nghiệp Tân Bình góp phần rất lớn vào phát triển kinh tế cho thành phố Hồ Chí Minh. Cô và trò chúng ta đã được thăm các khu dân cư, khu sản xuất. Bây giờ mình sẽ qua khu bảo tồn thiên nhiên. Điểm đến là khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Nai. Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai với tổng diện tích tự nhiên 100.300 ha, cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km và cách thành phố Biên Hòa 40 km về phía Bắc. Với hệ động thực vật độc đáo, phong phú, đa dạng và các sinh cảnh tự nhiên nổi bật, đặc sắc và các di tích lịch sử, văn hóa. Khu bảo tồn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai. Tại đây, chúng ta vừa tham quan du lịch, vừa khám phá nhiều khu di tích lịch sử và những cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn mà thiên nhiên đã ban tặng. Trên thực tế, các em cũng có thể thấy các khu bảo tồn này hiện không còn nhiều. Vì thế bản thân mỗi người chúng ta phải ý thức bảo vệ những loài động thực vật quý hiếm để chúng không rơi vào tuyệt chủng.
Trong các khu bảo tồn thiên nhiên còn có các danh lam thắng cảnh và không thể quên kể đến Vịnh Hạ Long, một danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam. Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới lần đầu tiên vào năm 1994 nhờ những giá trị cảnh quan tự nhiên độc đáo và quan trọng là về mặt thẩm mỹ. Thắng cảnh thứ hai đó chính là Động Phong Nha nằm ở tỉnh Quảng Bình. Và Động Phong Nha được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất năm 2003 và được UNESCO công nhận lần thứ hai là di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học vào năm 2015. Từ những thông tin nãy giờ chúng ta đã được tìm hiểu, hãy cùng cô so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên. Về giống nhau đều là các yếu tố của môi trường, khác nhau là về ý nghĩa của chúng. Khu dân cư thì là khu vực dành cho người dân ăn ở và sinh hoạt, khu sản xuất là khu làm việc của nhà máy, xí nghiệp. Khu bảo tồn thiên nhiên là khu vực trong đó các loài cây, con vật, cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, gìn giữ lâu dài. Các em còn nhớ không? Ở bài 1 có các cụm từ sinh vật, sinh thái, hình thái. Có nhiều bạn đang thắc mắc ý nghĩa của chúng là gì. Vậy thì hãy cùng cô làm rõ nó qua bài tập sau. Nối mỗi từ ở cục A với ý nghĩa thích hợp ở cục B. Nào bây giờ các em hãy dừng video lại. Sau đó chúng ta đoán nghĩa và hoàn thành bài tập này nha. Nào hãy quay lại cùng cô xem đáp án nhé. Sinh vật là tên gọi chung của các vật sống, bao gồm động vật, thực vật và vi sinh vật, có sinh ra, lớn lên và chết. Sinh thái là quan hệ giữa sinh vật, kể cả người, với môi trường xung quanh. Hình thái là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của sự vật, có thể quan sát được. Vậy vi sinh vật là gì hả các em? À, vi sinh vật chính là sinh vật rất nhỏ bé, thường phải dùng đến kính hiển vi thì mới có thể nhìn thấy được. Và vi sinh vật có các loại như sau: virus, archi, vi khuẩn, xạ khuẩn, vi nấm và vi tảo. Ở đây cô giới thiệu với các em virus corona trong mẫu bệnh phẩm ở hình ảnh bên tay trái của cô. Và virus corona sẽ được phóng lên nhiều lần, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hình dạng của chúng qua hình ảnh bên tay phải. Ta đã tìm hiểu về thành phần và các yếu tố môi trường. Vậy để biết trách nhiệm của các em đối với môi trường là gì, mời các em đến với bài tập tiếp theo. Thay từ bảo vệ trong câu sau bằng một từ đồng nghĩa với nó. Chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp. Trước khi thực hiện bài tập trên, cô có một câu hỏi dành cho các em. Bảo vệ môi trường là gì? Các em hãy chọn một trong bốn đáp án sau đây. A. Hoạt động giữ cho môi trường trong lành và sạch đẹp. B. Hoạt động khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện môi trường. C. Hoạt động khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. D. Hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, phòng ngừa khắc phục các hậu quả do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Vậy thì các em chọn đáp án nào? À, chắc chắn rồi, đó chính là đáp án D. Vậy, bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, phòng ngừa khắc phục các hậu quả do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta đã được học từ đồng nghĩa, vậy thì bây giờ các em hãy tìm cho cô những từ đồng nghĩa với từ bảo vệ. Các em có một phút, hãy làm bài tập này ra nhé, và chút nữa chúng ta sẽ quay lại kiểm tra xem kết quả nhé. À, cô tin rằng các bạn đã tìm được rất nhiều những từ đồng nghĩa với từ bảo vệ. Vậy thì hãy cùng theo dõi trên màn hình nhé. Cô tìm được 4 từ, đó là bảo tồn, che chở, giữ gìn giữ. Từ những từ đồng nghĩa chúng ta vừa tìm được, các em hãy thực hiện bài tập sau đây. Thay từ bảo vệ trong câu bằng một từ đồng nghĩa với nó. Chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp. Nào, hãy suy nghĩ và thay thế cho thật đúng nha. Đáp án của cô là chúng em giữ gìn môi trường sạch đẹp. Chúng em gìn giữ môi trường sạch đẹp.
Có bạn nào thắc mắc là tại sao cô không thay thế bằng từ bảo tồn và che chở? À, bởi vì từ đồng nghĩa, chúng ta có đồng nghĩa hoàn toàn và đồng nghĩa không hoàn toàn. Vì thế, nhiệm vụ của các em là phải chọn ra những từ phù hợp nhất để thay thế trong lúc này. Qua bài tập vừa rồi, các em cũng có thể biết trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ và giữ gìn môi trường. Vậy thì làm thế nào để giữ gìn và bảo vệ môi trường? Mời các em xem một đoạn phim sau đây. Các em hãy chú ý vào những hành động của các bạn nhỏ trong đoạn phim này nha. Nước hồ bẩn không biết quá. Cá chép vàng thế nào rồi, nước ô nhiễm thế này cá sẽ chết mất. Chúng mình phải làm gì chứ nhỉ? Tôi có ý này. Các bạn ơi, chúng mình cùng nhanh tay dọn vệ sinh. Cố đi. Lên các bạn. Ừ, nhanh tay lên nào. Ui, nhanh tay lên đi. Ôi, chỗ kia còn bẩn kìa. Ờ, cả chỗ này nữa đây cậu ơi. Cậu vớt rác dưới hồ đi. Ui. Trong đoạn phim vừa rồi, các bạn nhỏ đã cùng nhau thu nhặt rác dưới hồ, quét dọn khu vực quanh hồ, khai thông dòng chảy và trả lại môi trường sống trong lành cho cá. Còn các em đã làm gì để bảo vệ môi trường? Hãy kể lại những việc làm đó cho ba mẹ, người thân của mình nghe. Cô rất tự hào là các em học sinh của cô sẽ biết bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống của mình nhé. Tiết học của chúng ta đã khép lại rồi. Cô tin rằng nãy đến giờ các em đã luôn cố gắng và tập trung để học thật tốt. Về nhà, các em ghi nhớ lại các từ đã học, chuẩn bị bài luyện tập về quan hệ từ trang 121. Lời cuối, chúc các em luôn sức khỏe, chăm chỉ học tập. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở những tiết học sau.